cũng vượt khó nổi. Đánh tiếp chứ. Vâng, ok, vẫn đánh tiếp một xe đấu thứ ba anh em nhé, vẫn đánh tiếp xe ba. Xe đấu này đánh nhanh thôi. Chúng ta sẽ vẫn có xe đấu cuối cùng, xe đấu chung kết anh em ạ. Nhắc lại một lần nữa là 13:30 sẽ thi đấu kèo đấu 44 Hà Nam Full và Nghệ An Full. Hit T của game thủ Cam Quyết và hit rồi. Chém tuyệt cùng tuyển. Vâng, hit T thi đấu cùng với Roman. Quả bầy luôn. Và hưu đầu cạnh luôn, gỗ đầu xa. Thành Long ơi, Thành Long ơi. Vâng, Thành Long ăn cơm chưa? Tí ăn cơm xong thì cũng cố gắng Thành Long kiếm cho em bát cơm nhá. Vâng, Thành Long lấy cái bát tô đấy. Thành Long bỏ cơm vào, xới cơm vào. Vâng, bỏ thức ăn vào, đổ canh vào, đảo đều lên. Vâng, đảo đều lên, trộn đều lên. Vâng, Thành Long mang xuống tầng 2 hộ em một cái. Hôm nay đăng ký 3 kèo đấy Thành Long ạ. Hôm nay đăng ký 3 kèo đấy. Sáng nay làm một kèo rồi, lát nữa làm kèo 44. Tối nay thì có kèo đấu siêu kinh tởm rồi, khả năng là tôi không làm kèo đấy. Khả năng cố gắng vẫn gạ gẫm cho các game thủ khác làm kèo mới để tôi làm kèo nốt là kèo thứ ba. Ngày làm 3 công. Với Thành Long có nghe không đây? Vâng, xe 2 để thua hơi đáng tiếc. Bài này cái bài tươi rồi. Bài này bài tươi rồi. Thành Long chắc là chỉ vào để la liếm thôi chứ không nghe, nghe bình luận. Nói thế mà không thấy hồi âm đâu cả. Kèo tối là anh em, là kèo tối là kèo 22 Cam Quyết, He He, Chim Sẻ và Truy Mệnh anh em nhá. Tôi chưa chỉnh thế số anh em ạ. Chung kết ra anh ta để thua. Đây trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ ba rồi, trận đấu chung kết thắng thua là quyết định ở trên này. Chắc bây giờ Thành Long cũng lên la liếm rồi. Đấu trường tầng 8 lên bắt đầu lên chiến nhau trên đấy rồi. Vâng, một vòi một hiệu. Và có xe giò. Hitty đối đầu Roman và thế nhà khủng. Giá như cái hướng mà từ phía 3 giờ lên nhà của game thủ Cam Quyết có những cánh rừng thì là tươi hơn. Chung kết trận vừa rồi là bên mình là cầm Egypt, còn đội bạn là cầm cầm cái gì nhỉ, cầm AC. Vâng, đội bạn cầm AC. Một trận đấu quân đẹp dành cho game thủ Tiểu Mần Thầu. Trận đầu là Baby, trận 2 là Pơ, trận 3 là Hit, trận 4 là Egypt và trận 5 là AC. Dân đã đủ để kích đời nhưng Hitty của người Cam Quyết vẫn muốn đánh 26 dân. Nhả dân kích đời luôn. Vâng, 26% đến từ Roman. 26% đến từ game thủ Tiểu Mặt Thầu, người cầm Roman trong trận đấu đầu tiên của sáu thứ ba. Trận đấu chung kết. Trận đấu chung kết. 1 2 3 và đây là bầy hiêu kép hay là một bầy hiêu. Khả năng là con nông dân đi vào giữa và tách bầy hiêu này làm đôi. Và đúng là bầy hiêu, một bầy hiêu thôi. Hơi đuối gỗ đấy nha, cẩn thận lỗi gỗ. Bê bê đóng xong rồi, vẫn đang thiếu tầm khoảng 200 gỗ nữa.
chuẩn bị lên đời đấy, 74 nick kick, 75 nick kick, thì bây giờ chuẩn bị 95 nick lên đời. Vâng, BL. Cái gì vậy? Tôi lại cứ tưởng ông Quyết ông đánh chém cầm Hitty cơ. Vâng, đánh kiểu khiến nhà thầu bất ngờ này. Lỗi gỗ, tiếc quá. Trận đấu này đáng là phải kích sớm hơn. Vâng, 13-8 với 26 dần của Hitty. Thầu nó có cái gì là xe giò kìa, nhà thầu gần thôi. Nhà thầu tầm khoảng 8 giờ, 7-8 giờ thôi. Lý do tại sao Quyết lại đánh lờ trận đấu này và khả năng Quyết dò thấy xa hai. Vâng, soi tham thấy 28 chỉ số dò. Quyết phán đoán là Roman có dâng lờ. Tôi nghĩ là như vậy. Em chào anh Bùi Kỳ nhá. Tôi nghĩ là đấy là lý do mà tại sao game thủ Cam Quyết lại đánh chém thay vì đánh cung. Với cái thế nhà như thế này. 32% có chơi dò và khả năng thầu dò lỗi nhà. Thầu sẽ đẩy dò lên hướng 3 giờ và sau đấy vắt lên hướng 12 giờ. Dò thủ thôi. Công giáp đầy đủ chưa? Vâng, không thấy dò của thầu đến nhà của game thủ Cam Quyết. Nâng luôn chặt gỗ không nào? Tôi nghĩ là không cần phải nâng vội, để sau khi lên đời xong sẽ nâng luôn bánh xe. Dò đã có công và sóc lạc đà. Bánh xe luôn. Lực khỏe và dò của game thủ Tiểu Văn Thầu vẫn chưa thấy nhà của game thủ. Gặp. Biết ngay mà nó sẽ công thẳng lên hướng 6 giờ, à hướng 3 giờ. Và sau đấy sẽ quay về. Đóng nghe nhiều lên, phá e như vậy thì sẽ không, vẫn chưa đủ để xin quân đâu. Gỗ nhiều nha. Kín nhà rồi, đã kín nhà. Nâng luôn giáp. Vâng, như vậy là 1L1A đối đầu với Roman đánh trâu chém. Lạc đà thì tôi nghĩ chỉ cần nâng một cái công thôi là có thể đủ. Vâng, thi đấu tay đôi với ngựa chém công giáp. À, như nào? Ông như nào? Như nào phải nói? Còn 3 đơn vị quân ở trên này. Còn game thủ Cam Quyết đang là 7 đơn vị quân, 8 đơn vị quân. Thêm một con đà nữa nổ ra. Thầu tiếp tục định đục vào những chiếc ruộng ở đây, nhưng xin thưa là không thể vào được đâu. Đẩy cho ông ăn 3 dân đấy. Ông bỏ mạng luôn cả đống quân. Cung rờ đã có giáp. Vâng, tham lai vẫn cần. Như vậy tham lai của thầu nó rơi vào tầm khoảng 33-34. Tiếp tục công lên đến từ tiểu bàn thầu. Với thế quân như thế này thì cửa thắng là rất cao rồi. Cam Quyết đã đánh rất chuẩn bài. Vâng, đánh chém thời điểm đầu, chém thủ. Chắc nhà. Chuyển cung. Gỗ đang khá nhiều. Vàng cũng vậy. Tầm khoảng 3 giây đơn vàng thôi. Và tăng đều ruộng ra. Bỏ hết luôn. 500 vàng là đủ để có thể xong những tơ lạc đà tiếp theo. Tôi chỉ cần tầm khoảng 7 con lạc đà, tôi không cần nhiều. Rất cẩn thận. Phá ghe đi. Bỏ lại. Để tránh tình trạng bị đục ruộng. Roman của em thủ Tiểu Bàn Thầu đang bắt đầu chuyển dần sang sọc đơn, nhưng sẽ không thể áp sát được.
Cả 4 luôn dành cho cầu thủ Cam Quyên. Qua cẩn thận. Tỷ số sẽ là 1-0 trong trận đấu thứ 3. Thôi Thầu ơi đừng chảy cối nữa.